Dạ, hello các bạn, mình kênh Tran channel của mình tiếp tục làm video mới nha. Hôm nay mình sẽ đi phần Robbery Bob 2. Đó, bằng này mình sử dụng trang phục là Dua Cassie Custom. Đó, một nhân vật là đứa con gái nhỏ nha các bạn. Rồi, phần này mình sẽ sử dụng là Dua Noisemaker nha. Đó, và mình sẽ dịch chuyển các nhân vật trong cái phần này. Đó, đây là phần Playa. Ok, mình sẽ vòng qua đây. Khúc này mình sẽ vô trong cái cửa này, mình sẽ dịch chuyển nha. Dịch chuyển là một cụ già rồi, ông bố lít luôn. Đó, bằng cách mình sẽ đặt hai cái teleport bay và sử dụng hai cái Noisemaker. Ok, phần này chắc chắn mình sẽ dịch chuyển thành công. Rồi, yes, thế là mình đã dịch chuyển thành công ông Bolitou này. Và tiếp tục mình dịch chuyển ông bà cụ già luôn nha. Rồi, ok, thế là chúng ta dịch chuyển thành công bà cụ già này. Giờ mình sẽ đi qua dòng nha các bạn. Ở đây dòng level của anh, của phần Playa. Ok, chắc chắn chúng ta sẽ đạt được perfect nha. Rồi, giờ chúng ta sẽ đi dòng level 2. Đó, có thứ dòng này như thế nào nha các bạn. Rồi, mới vô mình đã thấy bà cụ già nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chạy nhanh vô hai cánh cổng này. Đó, các bạn là nhớ gom vàng đầy đủ nha. Ok, thế là cụ già này đang nghe tiếng bước chân mình. Đó, bây giờ mình sẽ lên đây lấy vàng. Rồi, sau đó mình sẽ vòng vô trong cái cổng này nha các bạn. Lúc này mình sẽ đặt hai cái teleport bay chuyển luôn. Rồi, tiếp tục mình sẽ sử dụng là công cụ để kêu gọi là nó sẽ mất kệt nha. Ok, thế là chờ chuông reo thôi các bạn. Rồi, thế là chúng ta đã chắc chắn di chuyển thành công. Rồi, thì chúng ta đã di chuyển thành công ông bếp, ông chết ông bếp này. Đó, tiếp theo là di chuyển một cụ già này. Ok, giờ mình sẽ kết thúc và mình lần tại đây. Để nào thấy kênh mình hay, các bạn nhấn comment, like, share, subscribe kênh Tran channel của mình. Ok, thank you, thank you so much. Monster to kill. Boogie Wowsy. Bob Fiverino. Chocoverimo. Bob Fiverino. Birom.
Okie wowsie. Boogie Wowsie. Monthly to kill. Thank you.
playing Monster the manure. Right,